Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi chương trình Nhạc Lá Bồ Đề do Tứ Linh và Đoàn Hữu Dũng thực hiện vào mỗi tối thứ Sáu. Tứ Linh xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị đến với Nhạc Lá Bồ Đề với câu chuyện đàm thoại giữa Đức Thế Tôn với vua Ba Tư Nặc. Chuyện của văn hóa Phật giáo, Tụ Linh tóm lược và trình bày, kính mời quý vị theo dõi. Một lần nọ, trên bước đường Vân Du Hoằng Pháp Độ Sanh, Đức Thế Tôn ngụ tại Tịnh Xá Kỳ Viên, nghe tin vua Ba Tư Nặc xin được vào yết kiến Đức Thế Tôn. Trong lòng của Đức Vua luôn luôn suy nghĩ rằng Đức Phật sẽ là một vị đạo sĩ, tốt tướng, phương phi, cao lớn, tóc bạc và lông mi sẽ dài, phủ xuống hai đuôi mắt. Nhưng ngược lại, khi Đức Vua yết kiến Đức Phật chỉ là một con người trẻ, tuổi mới hơn 40. Do đó, nhà vua hỏi Phật, chẳng thường biết kẻ tu hành phải dày công khổ hạnh, mãi đến già vẫn có thể chưa thành đạo quả. Tuổi ông vẫn còn ở tuổi thời kỳ tráng niên, có thể nào ông đã thành Phật tổ? Đức Thế Tôn khiêm tốn và ôm tồn trả lời vua Ba Tư Nặc: Tâu Đại Vương, xưa nay nhiều người thường hay khinh khi tuổi trẻ, nhưng thưa Đại Vương, ở đời có bốn điều nhỏ nhất mà chúng ta đây không thể coi thường được. Những gì là bốn? Đó là: một, vương tử hài nhi; hai, một con rắn độc nhỏ; ba, một đốm lửa nhỏ; và bốn là một vị tu sĩ trẻ. Tức vị đại vương ẩn trong vương tử hài nhi. Bởi thế, khi lớn khôn, vương tử sẽ là một đại vương thống nhiếp cả bốn châu thiên hạ. Con rắn độc nhỏ, tuy nó nhỏ nhưng ẩn tàng trong nó độc tố cực độc và bản năng tự vệ của giống nòi. Và khi nó lớn lên, nó có thể cắn chết con người hay những con vật khác to và nặng hơn nó gấp ngàn lần. Đám cháy rừng có thể thiêu cháy hàng bao nhiêu ngọn núi đồi, thiêu cháy biết bao nhiêu thành phố làng bạc, làm điêu đứng bao nhiêu sinh mạng, cuộc sống của người dân. Tất cả đều bắt nguồn từ việc khinh khi, không cẩn trọng, từ một đốm cho tàn. Và cuối cùng là một vị tu sĩ trẻ, hạt giống giải thoát, trí giác Phật tánh đã ẩn tàng trong tâm thức tu học của vị tu sĩ trẻ. Khi mới xuất gia, tuổi còn non dại, nhưng qua công phu tu tập, trí tuệ sẽ được lớn dần theo năm tháng. Và cố nhiên sớm muộn gì, vị tu sĩ trẻ kia sẽ sớm đạt được chánh giác Phật Đà. Nghe Đức Thế Tôn giảng dạy đạo lý một cách từ tốn, vua Ba Tư Nặc rất xúc động, cảm kích lời dạy của Đức Phật. Những nghi ngờ ngã mạn trước đây của nhà vua ngay lúc đó như được cơn mưa rào tưới tẩm, dập tắt đi tất cả. Đức Vua xin được quy y làm đệ tử của Đức Phật, phát nguyện làm hộ pháp, ủng hộ và bảo vệ chánh pháp, để chánh pháp mãi mãi được trường tồn. Câu chuyện thứ hai, vạn sự trên đời đều có sự an bài. Con người chỉ có chiều theo ý trời mà hành xử, đối đãi thì mới có thể tự tại an nhiên, không còn sầu khổ, muộn phiền. Trong ngôi chùa nọ có một chú tiểu, công việc của cậu mỗi ngày là quét sạch lá rụng trong sân chùa vào mỗi buổi sáng. Ngày nào cũng vậy, chú tiểu đều phải dậy từ rất sớm để bắt đầu công việc của mình. Buổi sáng phải dậy sớm để quét lá rụng là việc không hề đơn giản, nhất là vào những ngày mùa đông rét mướt hay những ngày gió lớn mưa to. Vì những ngày này lá cây rụng xuống rất nhiều, chú tiểu càng phải mất rất nhiều công sức và thời gian hơn. Bởi vậy, lúc nào cậu cũng đau đầu suy nghĩ, tìm cách để công việc của mình bớt vất vả hơn. Thậm chí, cậu còn đi khắp nơi trong chùa xin lời khuyên của những tiền bối, sư huynh đệ khác. Ngày đó,
có một tăng nhân nổi tiếng thông minh, nhanh trí trong chùa nói với cậu rằng ngày mai trước khi quét sân, đệ hãy lấy hết sức mà rụng cây thật mạnh để toàn bộ lá cây rụng xuống. Vậy là ngày hôm sau chẳng phải đệ không cần phải quét lá rụng nữa sao? Chú Tiểu vừa nghe xong liền nghĩ thầm trong bụng, đúng là một cách hay, chỉ cần một lần vất vả mà được nhàn cả đời. Thế là ngay ngày hôm sau đó, cậu tỉnh dậy thật sớm, chạy một mạch ra sân, dùng hết sức để rung cho toàn bộ lá vàng rụng xuống. Sau đó, Tiểu Hòa Thượng quét sạch lá rụng trong sân. Suốt cả ngày hôm ấy, cậu vô cùng vui vẻ trong lòng. Sáng hôm sau, để yên tâm, chú Tiểu dậy sớm chạy ra sân xem xét một vòng. Cậu tròn mắt ngạc nhiên, trong sân vẫn đầy lá vàng rụng. Mọi công sức của cậu hôm qua đều trở nên vô ích. Chú Tiểu lại tiếp tục cặm cụi quét lá, trong lòng chán nản, buồn thương. Vào lúc đó, sư trụ trì bước đến, nhìn vẻ mặt rầu rĩ của chú Tiểu. Ông cất lời hỏi, vì sao con buồn thảm vậy? Chú Tiểu hai mắt rơm rớm lệ, nói giọng đầy bi thương. Thưa thầy, hôm qua con đã vất vả và quét sân, những tưởng có thể quét sạch lá vàng, mà hôm nay lá lại rơi đầy rồi, con thấy bất lực nên buồn chán. Sư trụ trì sau khi nghe xong, mỉm cười hiền từ và nói, đệ tử ngốc à, làm sao con có thể bắt cái cây kia rụng lá theo ý muốn của mình được. Bất kể hôm nay con có cố gắng như thế nào thì ngày mai lá vẫn cứ rụng xuống đầy sân thôi. Chú Tiểu lúc này mới hiểu ra, cúi đầu lại tạ sư trụ trì, rồi lại vui vẻ tiếp tục công việc mỗi ngày. Từ đó trở đi, cậu không hề còn ta thán hay bất mãn nữa. Lá rụng xuống thì rụng, cậu quét sân vẫn quét. Kỳ thực trên đời này vốn có rất nhiều việc là không thể làm trước được. Đến thời khắc thì nó sẽ đến, cũng không thể né tránh. Bạn chỉ có thể học cách đón nhận chúng với thái độ bình thản, tích cực mà thôi. Mọi chuyện trên đời đến với bạn đều là bởi một chữ duyên. Đã là duyên thì không thể gượng ép, đều là ý trời. Quá khứ là không thể níu giữ, vãn hồi, mà tương lai thì còn xa lắc xa lơ. Bạn nghĩ mình có thể nắm giữ cả hai thứ đó trong tay được sao? Điều thật sự bạn có được cũng chỉ là giây phút hiện tại này. Trân quý ngày hôm nay, khoảnh khắc hiện tại mới chính là cách sống đúng đắn nhất. Nếu nhìn mãi về quá khứ, bạn sẽ càng nuối tiếc, bởi quá khứ lúc nào cũng ánh lên vẻ long lanh đẹp đẽ của nó. Thực ra bất kỳ chuyện gì xảy đến đều đã được trời cao an bài. Con người chỉ có chiều theo ý trời mà hành xử đối đãi thì mới có thể tự tại an nhiên, không còn sầu khổ muộn phiền. Lá vàng sẽ không ngừng rụng xuống, chú Tiểu cũng sẽ không ngừng quét sân. Vạn sự trên đời đều nằm trong cái quy luật tuần hoàn bất biến ấy. Dù bạn chán chường hay cao hứng, yêu hay ghét, thì mỗi sáng mặt trời vẫn phải mọc lên, đêm xuống trăng sao vẫn phải ló rạng. Ngày qua tháng hết, năm đi, bốn mùa luân phiên vận chuyển, trăm năm cuộc đời kết thúc rồi lại tiến vào lục đạo luân hồi. Đã không thể thay đổi được những điều vĩnh hằng của tạo hóa ấy, sao không đón nhận nó bằng tâm thái thanh thản tích cực hơn? Sầu muộn trên đời vốn là thứ không thể cố định, phía cuối đường hầm tối luôn ló rạng ánh sáng niềm tin. Kính thưa quý vị, Nhạc Lão Bồ Đề đến đây xin được tạm ngưng. Mọi liên lạc về chương trình Nhạc Lão Bồ Đề xin gửi email đến nhaclaobode2@gmail.com. Tú Linh xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Kính chúc quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt.
Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về washingtondc@sbtn.tv. Bích Phương kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.